Mặt dán sứ vernil là một điều trị có cái độ bền rất là cao. Và khi mà vernil nằm trong miệng của mình rồi á, thì nó có thể được xem như là răng thật luôn và được sử dụng trong một thời gian rất là dài. Có nhiều nghiên cứu thì cái việc sử dụng sứ vernil có thể lên đến 8 đến 10 năm. Tuy nhiên, để được cái thành công như vậy á, thì mặt dán sứ cần được thực hiện với đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao và được chăm sóc tốt sau điều trị.